Vâng, hôm nay thì cũng không biết là phải nên chia vui hay là chia buồn với các anh chị đây Bởi vì là như những cổ phiếu mà chúng ta đã có review cho danh mục đầu tuần thì có thể là mua trong phim nay Ví dụ như là STB hoặc là MWG thì đã đều có những mức tăng tương, đối, tương đối là tốt Đặc biệt là STB đúng không ạ? Khi cổ phiếu này kết phiên nó đã tăng lên đến là 3,59% thì các anh chị nào mà mua được trong phim này thì gần như là cũng đa phần đều có những mức lãi rất là tốt có thể là chúng ta sẽ mua mua với mức lãi được khoảng tầm 4 thậm chí có thể là 5 nó nhưng ở chiều ngược lại thì đa phần thị trường hôm nay bị bán khá là mạnh mặc dù là chúng ta nhìn thấy cái điểm số của thị trường thì nó chỉ giảm có 11 điểm thôi đó, điểm số chỉ giảm có 11 điểm thế nhưng mà chúng ta nhìn vào những cổ phiếu trên thị trường thì lại bị bán rất mạnh thậm chí là bán sàn đây là một điều điều mà không biết là chúng ta phải phải chia chia vui hay là chia buồn với anh chị đúng không ạ thế thì với việc là thị trường của chúng ta đã bị bán liên tiếp và phiên này cũng tiếp tục là một phiên bị bán nếu như không có cái nhịp ATC gần cuối phiên thì đâu đó thị trường của chúng ta đã giảm lên đến là hơn 20 điểm và cho đến cái mức thấp nhất thì cũng là giảm khoảng tầm là 23 điểm ở đây đúng không ạ thế thì với việc là thị trường hôm nay của chúng ta rút chân như thế này thì đây đã phải là tín hiệu cho việc thị trường lại tạo đáy hay chưa Và liệu chúng ta còn có thể tham gia những cổ phiếu mua mới Để kỳ vọng những nhịp đầu tư sinh lời trong những khoảng thời, thời gian tới được nữa hay không Và nếu có thì sẽ là những dạng cổ phiếu như thế nào Và chúng ta sẽ phải hành xử với tài khoản của chúng ta như thế nào trong thời gian tới Thì tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay Dạ vâng, thì em xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh youtube Tùng Lê EZT Ok đầu tiên thì chúng ta cũng nhìn lại một chút là trong cái buổi video ngày cuối tuần vừa qua thì khi thị trường rơi em Tùng đã có làm một cái video ở đây với ngay cái tiêu đề là gì thị trường rơi cơ hội lại mở ra đoạn quan điểm nó rất là rõ ràng thì chúng ta cũng có thể thấy được là phim hôm nay thì những cổ phiếu mà chúng ta review thì nó đều có những mức tăng rất là tốt thiếu những STB ở đây đó đúng không ạ thì rõ ràng là việc mà thị trường chúng ta rơi đôi khi vẫn có thể tạo ra được những cái lợi nhuận cho chúng ta nếu như chúng ta vẫn có thể target được và nhìn nhận thị trường một cách tổng quan nhất đúng không ạ ok thế thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi vào là tổng quan thị trường hôm nay xem có những điều gì thì thứ nhất là gì là thị trường bị bán ở một điểm có 367 mã giảm 7, chỉ có 71 mã tăng thôi và cái số lượng mã sàn thì nó bắt đầu là tăng lên nó hôm trước thì em nhớ không nhầm là có hơn hơn 30 mã thì hôm nay lên đến là 72 dạng mã sàn nó cho thấy cái mức độ hoảng loạn của thị trường càng ngày càng lớn đó và lát nữa chúng ta cũng sẽ cùng nhau phân tích là những cái mã giảm sàn như này thì nó là thuộc cái dạng nhóm cổ phiếu như thế nào để chúng ta có thể là hành xử được thì áp lực bán là trên toàn thị trường và cái việc mà thị trường hôm nay bị bán một điểm thực chất nó không phải là 11 điểm mà nó là bị bán đến 21 điểm bởi vì là thị trường rút chân ảo 10 phiên của à, em xin lỗi 10 điểm trong phiên ATC Để. chúng ta nhìn thấy là trước phiên ATC thì thị trường đang kết phiên ở cái mức là 1033 và sau ATC thì thị trường đã được rút chân lên đến là 10 điểm lên 1043 cho nên đây là một trong những yếu tố em đánh giá nó không được tốt lắm thực ra nó không được tốt lắm bởi vì như chúng ta biết thì thường là những cái nhịp mở cửa tạo gáp trong phiên hoặc là uh, ATC mà có tạo gáp thì thường sau đấy xu hướng nó sẽ có yếu tố lấp gáp cho nên với việc là tăng 10 điểm như này thì em đánh giá là trước sau gì nó cũng sẽ phải lấp cái gáp đấy nó trước sau gì cũng phải lấp thì lát nữa chúng ta cũng sẽ phân tích kỹ hơn về cái yếu tố gáp này anh chị nhé và khối ngoại của chúng ta thì bán dòng là 73 tỷ Thì cái này thì em đánh giá là Cũng chỉ mang tính chất là chúng ta sẽ tham khảo thôi Cho nên là cũng không không dùng quá nhiều Để cho cái yếu tố phân tích và đánh trong ngắn hạn Các anh chị nhé Ok Đối với hôm nay thì chúng ta phải nhìn nhận được Một cái Một yếu tố là tại sao thị trường giảm Thì thực ra nếu như nếu như mà các anh chị chỉ nghĩ là à thị trường giảm ở thị trường vẫn bị mà, mà áp lực bán vẫn sợ thì chúng ta sẽ không bóc tách được vấn đề mà chúng ta phải bóc tách từng vấn đề là thị trường giảm vì đâu trước tiên đó là áp lực bán tiếp đà ở tuần trước ai cũng thấy rồi đúng không ạ à, thứ hai đà bán trên toàn thị trường thứ ba là kỳ vọng xấu từ nhóm bất động sản à, các anh chị nào mà chúng ta cũng có nghe ngóng những thông tin nhiều thì chúng ta cũng có thể thấy được là cái nhóm bất động sản là cái nhóm mà trong những năm trước thì nhóm này có vay khá là nhiều với những mức lãi suất và những cái cam kết nó gần như là rất là trên trời. Trong một giai đoạn mà thị trường được hưởng lợi. Và đến khi mà dòng tiền không còn được bơm ra thị trường nữa thì nhóm này đang gặp phải những vấn đề nó tương đối lớn về mặt là thanh khoản. Cũng như là cái năm nay năm 2022, năm 2023 là những cái năm mà cái nợ trái phiếu đến hạn thanh toán. Cho nên đây là một vấn đề rất là nóng mà các doanh nghiệp phải phải xử lý được tất nhiên thì có thể nhà nước sẽ hỗ trợ một phần nhưng sẽ không thể nào mà toàn bộ được và sẽ phải vẫn theo những cái quy luật thị trường chung nó liên quan đến đào thải thế thôi đó về cái yếu tố này thì em sẽ không phân tích quá sâu các chị nhá mà em sẽ phân tích thiên về cái dòng tiền bởi vì thí dụ như một cổ phiếu <laughs> một cổ phiếu bất động sản nó có thể đúng là xấu thật nhưng mà rõ ràng chúng ta nhìn thấy vẫn có những giai đoạn nó hồi rất mạnh như sell đúng không ạ không phải bây giờ thị trường mới biết được những yếu tố này mà rõ ràng là những yếu tố liên quan đến thanh khoản bất động sản và trái phiếu rồi uh, những yếu tố liên quan đến thanh khoản thị trường đó dg này uh, đất xanh này đúng không đều có những mức hồi phục rất là tốt đúng không ạ cho nên là uh, trong những cái nhịp này thì em sẽ đánh giá về góc độ về dòng tiền nhiều hơn các chị nhé đó ok và áp lực bán này thì đến từ những cổ phiếu phân phối sau tại sao là như vậy chúng ta nhìn thấy được là thí dụ như là nhóm thủy sản đi nhóm thủy sản à, em tùng cũng đã có phân tích trong một cái video ở đây thay đổi cách giao dịch ở đây thay đổi cách giao dịch hoặc thua lỗ các anh chị nào chưa xem thì em nghĩ là nên xem lại hai, hai video này nhé hai video em cũng tương đối là tâm huyết để mà, để mà ra trong dịp cuối tuần vừa qua thì em đã có một cái phân tích là gì là những cổ phiếu mà break nền hoặc là break một cái cản nào đấy vượt cản một, một với một cái von lớn lớn thì trong nhịp này đa phần đều hàng về đều lỗ thì hôm nay chúng ta nhìn thấy có anv anv này à, hôm trước em đã có phân tích về bsr đúng không ạ bsr đây các anh chị nhìn hôm đấy là hôm ngày 9 tháng 2 cổ phiếu có dòng tiền vào khá là tốt, thanh khoản lên đến 18 triệu cổ phiếu. Nó tăng 3%, thậm chí có những lúc tăng lên, lên đến, lên 5% ở đây. Đó thế nhưng mà chúng ta nhìn thấy hàng về đều lỗ hết. Đó, hoặc là ví dụ như là TR. Đây, TR chúng ta nhìn thấy nhịp gần đây là những phiên nào cứ break À, vượt cản vượt nền mạnh mà với von cực kỳ mạnh như thế này thì đa phần về là đều lỗ cả tiền phong banh là lấy ví dụ cho các anh chị rồi đúng không ạ đây một phiên vượt toàn bộ những cái cản ở đây đây chính là phiên ngày 31 hàng về đều lỗ những các nhà đầu tư nào mà mua ở những cái phiên đỏ mạnh như này thì hàng về lại ăn các nhà đầu tư này mua cái về đây lỗ luôn có khi cắt lỗ luôn này đúng đấy đó cho nên là gần như các nhà đầu tư trong cái giai đoạn vừa rồi trong dạng này rất nhiều các anh chị là gì chúng ta đều mua đỉnh bán đáy thí dụ như trong những cái phiên này đều mua mua đỉnh của những nhịp hồi và có khi lại bán ra ở những vùng đáy ở đây đó ngay cả cái phiên ngày mùng 6 tháng 2 khi thị trường đã tăng lên đến là 12 điểm em tùng vẫn đưa ra một cái vị thế là các anh chị nên bán và đây chỉ là nhịp hồi kỹ thuật thị trường vẫn còn những áp lực đây các anh chị có thể mở ra nhé ngày 7 tháng 2 đó em không nhớ là đây một hai ba bốn năm chắc đây này anh chị có thể mở lại nhá em không nhớ không nhớ lại không 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 nhớ là cái cái phiên nào đây này đó các anh chị nhớ phiên phiên nào đây nhá thì sau cái phiên này thì em tùng cũng đã có đưa ra một cái phân tích là gì là đây chỉ là những cái nhịp hồi kỹ thuật đó và chúng ta nên cơ cấu danh mục các anh chị nào chưa bán nên bán đó, bên em thì nhịp vừa rồi cũng đã có một cái khuyến nghị cho các anh chị, có khuyến nghị nhiều hôm nhé không phải là một hôm. Khuyến nghị khá là nhiều hôm. Thì đều đưa ra một cái cho các anh chị là gì? Chúng ta sẽ bán, chúng ta sẽ cơ cấu 50 đến 80% danh mục. Đây. Ngày 6 tháng 2 này. Đó, các anh chị nên hạ bớt từ 50 đến 80% danh mục kể cả những mã nào các chị còn kẹt thì cũng đều nên bán đi đó bán chốt lời một loạt trong thời gian vừa qua thì gần gần như giai đoạn này thì không bị ảnh hưởng lắm bên em thì gần như là không bị ảnh hưởng đó và trong phim nay thì chủ yếu sẽ bắt vào uh, bắt vào một số cổ phiếu thì lát nữa em sẽ review lại cho các anh chị đó và đôi khi có thể có một số các anh chị bán trong phim này hoặc phiên ngày mai nó sẽ là đáy trong ngắn hạn đáy ở đây là gì là có thể là thị trường của chúng ta sẽ có một nhịp bật hồi ngắn lên đây giống như cái kênh trong song mà em Tùng đã đã có vẽ cho các anh chị trong cái buổi cuối tuần vừa rồi. Đây, thị trường hiện tại nó đang đi theo cái kênh này. Đã. có thể phiên ngày mai là thị trường còn rơi tiếp thì các anh chị bán lại đáy Thậm chí có thể hôm nay nhiều cổ phiếu đã là đáy rồi. Đáy ở đây em không nói là là đáy trong trong trung hạn hay dài hạn nhé, mà có thể là đáy của một cái nhịp cái nhịp rơi nào đấy và nó sẽ có có một cái nhịp hồi thí dụ như là STB hoặc là MWG và rất nhiều các cổ phiếu khác các anh chị nhé đó thì đấy là lý do vì sao mà em Tùng có cái tiêu đề của video hôm nay là gì là mua đỉnh bàn đáy đó các anh chị cứ chờ trong những dạng này em đã phân tích trong video này rồi đây video này rồi là gì trong nhịp này mà chúng ta mua ở các phiên xanh ấy, thì gần như là đều về hàng về ở lỗ nhưng chúng ta mua ở những cái phiên đỏ ví dụ như là Nam Kim đã phân tích rồi đúng không ạ Nam Kim ở cái phiên này. Cái phiên này trước trước phiên này là em đã đưa ra một cái phân tích là là các anh chị bắt Nam Kim. Thì kể cả hàng về khi anh chị thị trường gặp áp lực bán vẫn có lãi. Nhưng các anh chị mua ở những cái, cái cái, nhịp mà nó cao như này này, các anh chị không mua ở cái mức giá đỏ những mức mà cổ phiếu rơi sâu ấy mà các anh chị mua đu xanh thì hàng về có khi là lãi lỗ. Và thậm chí là hôm nay nhá, có những thời điểm cổ phiếu này rơi khá là mạnh. Đây, cổ phiếu này cũng rơi lên 4% thì có thể các anh chị lại bán ở những cái vùng đáy này. Đó, chưa biết là cổ phiếu này nó sẽ đi lên hay là phân phối tiếp như thế nào nhưng mà đôi khi là chúng ta lại bán ở trong những trạng thái như này thì nó tương đối tiêu cực các anh chị nhé đó các cổ phiếu uh, phân phối sau thì như em em Tùng vừa có phân tích là thí dụ như là đối với nhóm uh, thủy sản thì chúng ta có ANV đó, ANV hoặc là thí dụ như là CMX À, gần như ph phân phối sau nó sẽ có cái dạng là nó xuất hiện một phiên được đánh lên rất là cao đánh lên tăng rất tốt thậm chí tăng trần với von cực lớn nhưng sau đấy thì rơi hết đó đúng không ạ TAR, BSR, em Tùng cũng đã có phân tích cho anh chị rồi. Rất nhiều những cổ phiếu dạng như vậy. Đó thì để chúng ta có thể là rút kinh nghiệm trong những lần sau các anh chị nhé. Và thị trường của chúng ta vẫn đang là một cái vận động sideways down bò tùng xẻo tức là cứ một phiên tăng lẻ hai đến ba phiên giảm thì chúng ta sẽ phải canh những cái thời điểm mà, thị trường của chúng ta rơi sâu hoặc là rơi hoảng loạn có phải các anh chị hôm nay cảm thấy rất là hoảng loạn khi thị trường rơi đến 20 điểm và rất nhiều cổ phiếu sàn đúng không ạ đúng không ạ đa phần đều như vậy và các anh chị không dám mua thế nhưng hôm nay khi nhìn vào thị trường rút chân 10 điểm như này chân rất dài thì có phải các anh chị lại bắt đầu nghĩ đến chuyện là chúng ta sẽ tìm kiếm cơ hội không ạ đó nhưng mà chưa chắc đâu nhá chưa chắc đâu tí nữa em sẽ phân tích cho các anh chị tại sao như vậy ok bởi vì là sao bởi vì là thị trường đang có sự phân hóa hồi phục tức là chúng ta sẽ phải chia ra những nhóm nhóm một đầu tiên là cổ phiếu hồi phục đầu tiên ví dụ như STB MRG đó chúng ta nhìn vào nhé chúng ta nhìn vào là STB này những cổ phiếu nào là những cổ phiếu hồi phục đầu tiên là những cổ phiếu mà nó đã có quá trình rơi trước thị trường à, nếu mà nói về phiên bán thì STB đã bị bán 6 phiên và nếu mà mở biên rơi thì nó sẽ là mở 3 phiên à, và đúng theo nguyên tắc 3 phiên là chúng ta bắt đây là lý do vì sao mà à, tối qua em Tùng đã có một cái phân tích ở đây đấy có một cái phân tích nhận định thị trường ở trong room room bếp bên em thì phiên thứ 6 vừa qua tuy thị trường chỉ giảm 8 điểm nhưng các cổ phiếu trên thị trường lại bị bán khá mạnh cũng là giảm 8 điểm bằng với phiên ngày 9 tháng 2 nhưng biên giá giảm hơn hôm thứ sáu lại lớn hơn đi kèm với von gia tăng cho thấy thị trường đang có dấu hiệu mở biên rơi giống như một quả bóng lăn từ đỉnh xuống xuống gia tốc và động lượng càng ngày càng lớn Nhiệm này em đánh giá là một pha phân phối trong ngắn hạn đang vận động giống quả bóng tennis khi các lần này phía sau sẽ thấp hơn cũng như thị trường sẽ dần tìm được điểm cân bằng khi thị trường mở biên rơi cũng là lúc mở ra cơ hội mới đánh lướt T cộng đây đây là một cái điều mà các anh chị hết sức phải chú ý nhá trước mắt là điểm mua pullback kéo ngược còn điểm đảo chiều xu hướng thì chúng ta sẽ không dự đoán mà sẽ dựa vào các tín hiệu thị trường cho chúng ta thấy nên trước mắt là các cơ hội sẽ trong ngắn hạn dự kiến thì thị trường sẽ về đến vùng một nghìn bốn là thời điểm cho tham gia vị thế T cộng không không phải bắt đáy nhé các chị nhé đó và vẫn có một cái chiến lược rất rõ ràng là chỉ mua giá đỏ giá sàn ở những phiên bán hoảng loạn hoặc phiên điều chỉnh về hỗ trợ mạnh. Và cổ phiếu phiên mai chúng ta sẽ tham gia giải ngân gồm MWG vùng giá 40-41 đó và STB vùng giá 22.3. Đó, phiên mai thị trường rơi em đánh giá là cơ hội nhiều hơn nên mai tìm sẽ tìm những cái điểm mua nhiều hơn. Đó. Và đây chính là những cái luận điểm mà em đã đưa ra là gì? Là cổ phiếu này đã xuất hiện 3 phiên bị bán với von lớn tạo ra nến thân dài đã đạt mức chiết khấu khá nhanh so với một cổ phiếu ngân hàng vốn hóa lớn. Có hai phương pháp để mua đối với cổ phiếu này. Thứ nhất đó là nguyên tắc ba phiên. Nguyên tắc ba phiên là nguyên tắc em Tùng đã nhắc đến rất nhiều lần cho các anh chị rồi. Đó, thí dụ như chúng ta bắt vào PVD. PVD giai đoạn trước thì review nhiều quá, nhiều khi đôi khi là các anh chị cảm thấy lại, lại hơi khó chịu. Đó. Hoặc là MIG, đúng không ạ? MIG và rất nhiều cổ phiếu khác. Thì phim nay là chúng ta bắt với cả STB. Đây. Ba phiên rơi mở biên với cái thân nến rất là dài thì đây chính là chúng ta đạt được những nguyên tắc để cho chúng ta mua. Đó. Và thứ hai là cổ phiếu đã về vùng hỗ trợ mạnh. Các anh chị có thể giải ngân từ vùng giá 22.5 đến giá tham chiếu. Đó. Đây chính là một cái vùng hỗ trợ mạnh này. Vùng hỗ trợ rất mạnh của cổ phiếu. Chúng ta sẽ mua từ vùng giá 22.5 cho đến vùng giá tham chiếu. Và sau đấy thì em nhận thấy là mặc dù cũng vẫn ở nằm trong cái vùng giá mua. Thế nhưng mà nó sẽ không em nhận thấy là nó sẽ không về được cái vùng giá 2.5 thì đã có một cái cập nhật cho anh chị luôn. Đó là gì là đầu phiên nay thị trường mở gáp rơi khá tốt cho thấy có sự hoảng loạn. Tuy nhiên STB và MWG không có áp lực bán nào quá lớn cho thấy sự điều chỉnh đã diễn ra gần hết ở các phiên trước đó. Anh chị có thể nâng mua STB và MWG quanh giá tham chiếu nhé. Đây ạ. STB và MRG thì đều mua ở những vùng giá tham chiếu chứ không để nó nó quá sâu nữa thì thì nó không không khớp được. Đó, thì đây chính là những cái nguyên tắc mà chúng ta có thể chúng ta áp dụng khi uh, thị trường rơi thì lát nữa chúng ta cũng sẽ tìm một vài những cổ phiếu đó. Và em sẽ hướng dẫn tiếp cho anh chị nhé. Đó, thì uh, các anh chị nào mà muốn ra, tham gia room VIP mà em vừa có giới thiệu cho các anh chị thì chúng ta sẽ có thể là chúng ta sẽ uh, quét mã QR ở đây và mở tài khoản giao dịch tại VBET và gắn ID 3246 của em Tùng là được hoặc có ba cách để cho các chị có thể tham gia room này Đó. thì uh, có ba cách nhé ba cách để anh chị có thể tham gia được thì các anh chị có thể là mở phần mô tả của video anh chị bấm vào phần uh, video nhé xong bấm vào phần mô tả thì em có hướng dẫn chi tiết ba cách để cho các anh chị có thể tham gia được Ok uh, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với nhóm cổ phiếu thứ hai đấy nhá nhóm cổ phiếu hồi phục đầu tiên thì là stbmwg tức là cổ phiếu nào mà rơi trước thì nó sẽ hồi phục trước các anh chị nhé nhóm cổ phiếu thứ hai đó là mới rơi thì các anh chị nên tránh ví dụ như là sell hdv sell mới rơi đây thực ra chúng ta phải dùng từ chuẩn đó là mới rơi khỏi nền nó mới rơi khỏi nền thì chúng ta không nên mua bởi vì thứ nhất ấy, là mới rơi thì nó có thể nó sẽ khả năng rơi tiếp đó và thứ hai là nếu như hồi phục lên luôn thì đây chính là những cái vùng cản đây chính là những vùng cản cho nên là cái kỳ vọng lợi nhuận chúng ta sẽ không cao mà rủi ro thì lại nhiều các anh chị nhé đó mbb này Đẹ, vừa mới rơi khỏi nền thôi ạ. mà đặc biệt cổ phiếu này nó mới nó lại còn không không rơi một cách dứt khoát mà lại rút chân như này thì cho thấy được là thực sự là có thể là nó nó chưa đạp hết hết chân chưa đạp căng hết techcombank nhé thì các anh đây cũng dạng là như vậy hoặc là ví dụ như là HHV mới rơi khỏi nền đây thì thường là em Tùng sẽ không không ưu tiên bởi vì đây sẽ là những cái vùng cả. đó và chúng ta phải tìm những cổ phiếu nào mà nó rơi mắc nến nó rơi thật là mạnh như là STB thì chúng ta vào thì nó sẽ có khả năng là ăn nhiều hơn và rủi ro sẽ thấp hơn các chị nhé hoặc là SSI SSI ở đây mới rơi khỏi nền thì em sẽ không ưu tiên những cổ phiếu dạng như thế này anh chị nhé ok thứ ba đó là mới được kéo lên phân phối thí à, dụ như anv anv thì những cái cổ phiếu mà mới được kéo lên lên như thế này thì có thể là nó sẽ có xuất hiện thêm một nhịp nữa hoặc là có thể nó sẽ hồi luôn nhưng mà cái điều này chúng ta sẽ rất khó dự đoán và cái cái cái, cái, cái chúng ta gọi là cái tỷ suất lợi nhuận đôi khi nó lại hơi khó ví dụ như là con tiên phong banh đây chúng ta nhìn thấy là nó rơi một phiên này, nó được kéo lên để rơi thì sau đấy nó vẫn hồi phục. Hoặc là TR. Nhưng mà cái biên của nó ấy, biên của nó đôi khi chúng ta sẽ hơi khó xác định. Các chị nhá. hoặc là CMX thì những cổ phiếu này thì chúng ta tạm thời là chúng ta uh, từ từ đã các chị nhá, từ từ đã nhá. Tiếp theo là nhóm cổ phiếu đã rơi 2 đến 3 phiên thì đây là nhóm những nhóm cổ phiếu mà các chị có thể là chúng ta sẽ quan sát để mà có thể tham gia trong những phiên tới đó thí dụ như là FCN chúng ta nhìn thấy là nó đã có một phiên hai phiên hai phiên rơi và có thể phiên có thể phiên tới thì sẽ về cái vùng 9.6 đây sẽ là những những cái cơ hội đó đây sẽ là có thể là chúng ta sẽ mua mua để mà kỳ vọng với cái điểm kéo ngược anh chị nhé đó nguyên tắc ba phiên thôi một phiên này hai phiên này và phiên thứ ba rơi về vùng đó hoặc là tiên phương banh đấy thì có thể là nó sẽ những cổ phiếu này nó sẽ có những cái có những, những điểm bật hồi đây nó cổ phiếu này thì thực ra thì em sẽ không không ưu tiên lắm bởi vì là trước đó cái đà tăng của nó không không quá mạnh cho nên là chúng ta sẽ không không đặt kỳ vọng cao đối với những cổ phiếu như thế này đó giống như quả bóng một quả bóng tennis rơi ấy, các cổ phiếu nào mà trước nó tăng mạnh thì giống như quả bóng tennis nó rơi xuống nó sẽ nảy cao còn đâu những những quả bóng tennis mà nó rơi ở nó thấp nó nó gần với cái mặt đất thì khi nảy lên lên là nó cũng sẽ nảy thấp hơn đúng không ạ đó ok đó thế thì với cái câu hỏi là có cơ hội không thì em đánh giá là vẫn có cơ hội nhưng mà cái mức rủi ro nó đang ở mức trên trung bình cao đó thứ hai là lợi nhuận thì thấp và cũng chỉ kỳ vọng ăn điểm kéo ngược thứ ba là gì là chúng ta sẽ cái cách chúng ta tham gia chúng ta sẽ xác định hỗ trợ kết hợp Fibonacci ví dụ như là chúng ta nhìn với FCN FCN ở đây thì thứ nhất đây là cái hỗ trợ rất mạnh ở đây hỗ trợ rất mạnh đó thứ hai là chúng ta nhìn thấy là cổ phiếu này nó đang về về đến Fibo 0.382 rồi thì có thể phiên tới thì nó sẽ về đến cái vùng vùng fibo tiếp theo đó chính là cái vùng này đây có thể là quanh cái vùng giá là 9.9.4 9.3 9.4 đây thì cũng quanh cái cái vùng 9.6 rồi nó cũng gần rồi thì có thể là chúng ta sẽ kỳ vọng ăn cái điểm kéo ngược ở đây nó cũng như là nó cũng sẽ thỏa mãn được nguyên tắc ba phiên ba phiên phải là phiên rơi mạnh các anh chị nhé đó và chiến lược là gì là chúng ta sẽ mua ở phiên hoảng loạn tức là hoặc là cổ phiếu rơi ở phiên hoảng loạn hoặc là và thứ hai là tỷ trọng thấp đó còn tất nhiên là uh, chúng ta sẽ cần phải quan sát thêm nhiều những yếu tố nữa thì uh, để mà có thể đưa ra được một quyết định đầu tư thì đương nhiên là và cũng như khuyến nghị thì em tùng sẽ chỉ có thể là uh, quan sát ở trong phiên cũng như là sẽ đưa ra những cái cập nhật nhanh chóng tức thì ở trong room room vip bên em thôi thì các anh chị nào mà muốn tham gia room này nhá thì có ba cách đó thì các anh chị cứ nhận liên hệ tới em nhắn tin qua số zalo nhá thì em sẽ hướng dẫn cho các anh chị ok thế thì sau phiên hôm nay thì chúng ta sẽ phải rút ra được một cái bài học là gì thứ nhất là đôi khi trong rủi ro sẽ xuất hiện nhiều cơ hội đó thứ hai là gì là thị trường sideways vẫn có khả năng tìm kiếm lợi nhuận đúng không ạ rõ ràng hôm nay như chúng ta cũng cũng tham gia và cũng đưa ra kế hoạch rất rõ ràng từ cuối tuần trước rồi nó quan trọng nhất là chúng ta phải có kịch bản đó thứ ba là gì hạn chế bán trong hoảng loạn có khi các anh chị bán trong phiên này phiên mai hoảng loạn đấy thì có khi lại là bán đúng đấy đó và thứ tư là gì là khi thị trường hồi phục thì chưa chắc cổ phiếu bạn mua đã hồi phục đó em lấy ví dụ như là một số cổ phiếu một số cổ phiếu như là ví dụ như là chúng ta nhìn thấy là DG đấy, đây DG thì cổ phiếu này có thể phiên mai nó còn giới tiếp một phiên nữa cơ, nếu hoàn toàn nó có thể giới tiếp một phiên xong nó mới hồi, nó hoặc là uh, chúng ta nhìn thấy được là thị trường hôm nay có nhịp rút chân nhưng mà cổ phiếu này nó đâu có hồi, đó, hoặc là ví dụ chúng ta nhìn thấy với uh, uh, EDG, EDG hôm nay mới mở biên rơi thì có thể là cổ phiếu sẽ còn rơi thêm một phiên nữa chẳng thế, đó thì phiên mai về thị trường hồi phục thì chưa chắc những cổ phiếu này đã hồi phục đâu, cho nên là uh, chúng ta cũng cần phải có những cái chiến lược và uh, xác định những cái điểm mua nó rất là quan trọng, rất là kỹ, bởi vì chưa chắc chúng ta mua xong là cổ phiếu đã hồi phục, hồi phục theo thị trường, Và khi thị trường hồi phục anh chị nhé. OK, thì uh, đó là một vài những cái uh, góc nhìn của em Tùng để hy vọng là cũng sẽ mang đến được uh, những cái giá trị cho anh chị thì các anh chị nào mà thấy phù hợp với những cách phân tích của em Tùng nhé thì các anh chị là cứ liên hệ tới em qua số Zalo thì em sẽ hướng dẫn các anh chị vào room nhé. Ok thì cũng xin được kính chào quý chị đầu tư nhé.